Australia đang đối mặt với tình trạng thiếu dược phẩm nghiêm trọng khi thiếu tới hơn 300 loại thuốc và dự kiến 80 loại thuốc khác sẽ sớm cạn kiệt nguồn cung trong thời gian tới. Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia TGA, có 320 loại thuốc được xác định là đang ở trong tình trạng thiếu hụt, trong đó có 50 loại được liệt kê là nguy cấp. Danh sách này bao gồm cả thuốc điều trị bệnh tiểu đường, liệu pháp thay thế hormone, thuốc chữa trầm cảm, buồn nôn, đột quỵ và thuốc tránh thai. Hiệp hội Dược phẩm Australia thậm chí báo cáo tình trạng thiếu thuốc cảm lạnh và cúm, bao gồm cả thuốc paracetamol dạng lỏng dành cho trẻ em, giữa lúc bệnh cúm và COVID-19 đang lan rộng trên khắp cả nước. Hội đồng Y khoa Australia kêu gọi áp dụng một chiến lược quốc gia nhằm điều phối nguồn cung dược phẩm để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn.